Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, nhưng mà cái hậu quả nặng nề của bom mìn và chất độc da cam dioxin ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề, ảnh hưởng đến môi trường sống trên nhiều vùng của đất nước Việt Nam. Đảng nhà nước của chúng ta luôn xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, nhất là việc hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc dioxin là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho người dân, làm sạch môi trường và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội bền vững.